Dù bạn đã thử nghiệm chế độ ăn uống lành mạnh nhất, thường xuyên tập thể dục, uống nhiều nước, vậy mà số ký trên cân lại chẳng hề thay đổi. Tôi nghĩ là chẳng ai nói với bạn rằng có lẽ nguyên nhân ở đây chính là do hệ bạch huyết đang hoạt động kém hiệu quả. Nhưng đừng lo, tôi biết một vài bài tập đơn giản có thể giúp bạn thay đổi hoàn toàn hình thể của mình mà chẳng cần phải ăn kiêng gì cả. Nhưng trước khi tôi cho bạn biết về những bài tập thần kỳ này thì hãy dành vài phút để khám phá xem có chuyện gì đang xảy ra bên trong cơ thể bạn nhé. Khi hệ bạch hầu của bạn có vấn đề thì những dấu hiệu dễ nhận biết nhất đó là mặt sưng, cơ thể bị phù nề, da bị tổn thương và bị sần cam. Những dấu hiệu này xảy ra chứng tỏ các mạch bạch huyết đang lưu thông chậm. Điều này khiến cho các chất độc thâm nhập vào cơ thể chúng ta. Nhưng may mắn thay, vấn đề này không hề khó để giải quyết đâu. Bạn chỉ cần tăng tuần hoàn bạch huyết mà thôi. Và đó chính là phương pháp dẫn lưu bạch huyết. Những bài tập và kỹ thuật xoa bóp này hiệu quả theo nhiều cách khác nhau. Giảm việc giữ nước trong cơ thể, tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch và hệ thần kinh, giúp giảm cân và khiến cho da dẻ đàn hồi hơn. Tuy nhiên, chúng tôi có một số khuyến cáo mà bạn nên lưu ý. Nếu bạn đang mang thai, mắc ung thư, cơ thể bị viêm hoặc bị huyết khối tĩnh mạch ở chân thì đừng sử dụng phương pháp kích thích hệ bạch huyết này nhé. Những cá nhân đang phải trải qua tình trạng sưng hạch bạch huyết và các bệnh liên quan đến hạch bạch huyết cũng nên tránh thực hành những kỹ thuật này. Vậy thì cũng bắt đầu khám phá những kỹ thuật nhỏ mà có võ này nào. Massage vùng xương đòn. Phương thức tuyệt nhất để kích thích hệ bạch huyết chính là thực hiện những bài massage đơn giản cho vùng xương đòn. Để thực hiện bài tập này, bạn cần phải nằm ngửa trên một bề mặt hoàn toàn phẳng. Bắt chéo hai tay trước ngực, sao cho các ngón tay bên trái được đặt dưới xương đòn phải và các ngón tay phải sẽ đặt dưới xương đòn trái. Từ vị trí đó, hãy đưa khuỷu tay lên và nhẹ nhàng dùng ngón tay nhấn vào các vị trí này. Lặp lại động tác này 15 lần. Và đừng quên việc hô hấp nhé. Bạn nên hít vào khi bắt đầu thực hiện động tác và thở ra khi bắt đầu massage. Nhún vai. Bài tập này rất đơn giản và bạn có thể thực hiện nó gần như là ở mọi nơi mà chẳng bị người khác nhìn ngó. Đứng hoặc ngồi trong một tư thế thoải mái nhưng phải giữ thẳng lưng nhé. Hít vào và kéo cả hai vai hướng lên phía tai. Hãy giữ nguyên tư thế này trong một giây và thở ra, hạ vai xuống vị trí ban đầu. Làm như thế 15 lần. Nếu bạn cảm thấy vai bị đau hoặc không thoải mái khi đang thực hiện bài tập này thì hãy bỏ qua nó và tiếp tục với động tác kế tiếp nhé. Xoay bàn chân. Được rồi, bạn đã bắt đầu với những bài tập dành cho phần thân trên của cơ thể. Bây giờ thì hãy di chuyển xuống phần thân dưới và luyện tập với bàn chân của bạn nhé. Hãy đứng thẳng người, hai bàn chân song song. Nhón chân bằng phần ngón và giữ nguyên tư thế này trong một giây. Sau đó trở lại tư thế ban đầu rồi đứng bằng gót chân. Lặp lại động tác này 20 lần sẽ giúp cho hệ bạch huyết của bạn cải thiện tuyệt vời đấy. Massage hệ thống dây thần kinh sau dạ dày. Thế là xong phần thân trên và phần dưới cùng. Bây giờ hãy tiến thẳng tới phần giữa của cơ thể nào. Bạn có thể đứng hoặc ngồi thẳng lưng để thực hiện động tác massage này. Chạm ngón cái và ngón trỏ của cả hai bên tay lại với nhau. Hãy hít vào khi bắt đầu thực hiện tư thế này và đặt các ngón tay của bạn vào khu vực hệ thống dây thần kinh sau dạ dày phía dưới xương sườn. Uốn cong lưng, nhấn vào điểm đó và thở ra. Giữ nguyên tư thế này trong vài giây và trở lại bình thường. Tiếp tục thực hành động tác này tối đa 20 lần mỗi hiệp và chuyển sang động tác tiếp theo thôi. Bài tập rung kiểu Nhật. Hãy cùng bắt đầu thực hành một số bài tập thể dục thôi nào. Đối với rung kiểu Nhật, nghe thật ngầu đúng không nào? Bạn cũng phải nằm ngửa trên một mặt phẳng. Tuy nhiên, lần này hãy vươn tay và chân lên cao và sau đó hơi bẻ cong chân bạn xuống. Những gì bạn cần làm chính là rung cả tứ chi cùng một lúc và cố gắng thư giãn tay chân mình trong khi thực hiện. Hãy tin tôi đi, bạn sẽ thích bài tập này cho mà xem. Nhưng đừng luyện tập quá lâu nhé, hãy dừng lại trước khi đồng hồ đếm 3 phút. Bài tập con ếch. Ngồi xuống trên một mặt phẳng, uốn cong chân để hai bàn chân chạm vào nhau. Đặt tay của bạn lên đầu gối và đẩy cả hai đầu gối thật nhanh để khiến chúng nảy lên. Nhưng đừng thực hành quá mạnh nhé. Cách thức làm việc của động tác này chính là kích thích lên một số vùng cơ thể nhất định. Vì vậy, chỉ cần một lực trung bình là đủ. Hãy lặp lại động tác này ít nhất 30 lần trước khi chuyển sang bài tập tiếp theo. Crunch. Nếu bạn đã quen với việc tập luyện thể lực thì chắc bạn đã biết được cách thức thực hiện động tác này. Nhưng nếu chưa thì tiếp theo đây là những gì bạn cần làm. Nằm ngửa trên một mặt sàn phẳng, giữ chân thẳng. Hít vào, gập chân,
cố gắng kéo chân về gần ngực và thở ra trước khi trở lại vị trí ban đầu. Lặp lại động tác này khoảng 20 lần và hãy ngừng lại ngay nếu bạn cảm thấy không thoải mái hoặc bị đau. Jumping jack. Đây là một động tác nổi tiếng khác mà bạn có thể nhìn thấy trong các lần luyện tập thể lực. Để thực hiện một lần jumping jack, bạn phải đứng yên, chụm hai chân lại với nhau và để tay áp sát hai bên cơ thể. Từ vị trí này, hãy nhảy lên, dang chân ra bằng vai và vươn thẳng tay qua đầu. Sau đó, nhanh chóng nhảy ngược lại tư thế ban đầu. Tiếp tục nhảy như vậy khoảng 30 giây hoặc tối đa 1 phút để hệ bạch huyết được tuần hoàn. Vậy đó, đây chính là toàn bộ bài tập dành cho bạn, cũng khá dễ mà phải không? Nhưng đây chỉ là những bài tập dành cho cơ thể mà thôi, bạn cũng cần một bài tập riêng cho mặt đấy. Thực hiện những bài massage hệ bạch huyết cho mặt thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện tình trạng da và giảm sưng cho mặt. Tất cả những gì bạn cần là dành ra 5 phút để thực hiện những động tác sau đây. Bắt đầu với việc nhấn vào da và kéo từ vị trí giữa trán ra tới khu vực thái dương. Sau đó, di chuyển ngón trỏ tới dưới mắt và miết từ mũi ra thái dương. Và bây giờ chính là lúc dùng một chút lực để đi từ điểm trên môi tới hai bên mặt. Sau đó, miết từ khóe môi tới hai bên mặt và cuối cùng là từ giữa cằm tới hai bên mặt. Hoàn thành việc massage bằng cách kéo ngón tay từ phần trên của trán xuống dưới ngực. Đúng vậy, đi qua toàn bộ mặt và cổ của bạn. Động tác massage này sẽ giúp điều chỉnh hướng đi của bạch huyết. Hãy lặp lại những động tác này từ 5 đến 10 lần và bạn sẽ thấy kết quả ngay chỉ trong một tuần. Chúc may mắn nhé! Bạn có biết cách đơn giản nào khác có thể giúp chúng ta giảm cân không? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận phía dưới nhé! Nếu bạn đã học được điều gì đó hay ho trong ngày hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ nó với bạn bè của mình nhé! Và này, đừng đi đâu vội, chúng tôi còn có nhiều video khác dành cho bạn đấy! Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là chọn video bên phải hoặc bên trái, nhấn vào đó và thưởng thức. Hãy luôn đồng hành cùng Soi Sáng nhé!